Dạ vâng, alo alo, vâng xin kính chào tất cả mọi người. Kính chào tất cả mọi người đến với cửa hàng em Thành Đồ Cổ Đồ Châu có nhé. Thì hôm nay bên em về lại về rất nhiều các sản phẩm các bạn ạ. Bên em có về rất nhiều các hàng decor các bạn nhé. Hàng decor, điện thoại để bàn, bình cốm các bạn nhé. Đèn dầu, đây các bác, đèn dầu bên trong này, trên gác còn nhiều lắm các bạn. Bên em về rất nhiều các đèn dầu các bạn này. Và bên em về đặc biệt về thêm hai con tủ cây. Và hơn nữa là một chiếc ô đô 54 to phạt này các bạn nhé. To phạt này, mặt số lục các bạn nhé. Thùng rất là to. Thì trước mắt em xin giới thiệu hai con tủ cây, thì bác nào nhanh tay thì các bác vâng em bỏ cái thùng xốp ra. Vâng, bác nào nhanh tay thì các bác chốt nhanh cho em nhé, bởi vì là hai con tủ cây này nó to lắm. Không biết thì các bác nhìn thế nào, nhưng mà để nói các bác nhìn con đằng trước với con đằng sau các bác đúng không ạ? Đó, các bác nhìn kể cả tủ ông sư, các tủ đời cổ bên trong đúng không ạ? Rất là nhiều luôn các bác nhé. Thì em xin giới thiệu qua về chiếc này. Chiếc này thì cao 2m. 2m05 và ngang là 64 phân các bác nhé. Đấy, con này nó đang đánh chuông các bác ạ. Những con trong này tủ Đức, còn hai con ngoài này tủ Mỹ các bác nhé. Con này và con này tủ Mỹ các bác nhé. Thì em xin giới thiệu qua, đây là một chiếc đồng hồ. Vâng, dáng Howard Miner các bác, Howard Miner đấy ạ. Howard Miner các bác nhé, tủ Howard Miner. Mặt số lỗi các bác, mặt trên cũng là số lỗi luôn. Thì số lỗi nó có bong ra thì người ta dán vào, thì bên em sẽ dán lại sau các bác nhé. Đây này, số lỗi ta dán vào đây các bác nhé. Bao đầy đủ cho các bác. Mặt số đây, mặt trăng sao đúng không ạ? Với những đường góc hoa lá tây rất là đẹp. Có kim rốn hay gọi còn gọi là kim phút các bác nhé, hay còn gọi là kim phút. Con này ba bản nhạc các bác nhé, chơi một bản quét, một bản guit và bản mic các bác nhé. Và trên là silent là ngắt chuông các bác, silent là ngắt chuông. Con này thì kích cỡ của nó thì to đại các bác, gặp hiếm những cái con tủ nào ở ngoài thị trường to như này. Thì các bác cứ vào trong web, các bác cứ vào Google hoặc vào trên YouTube, các bác gõ ra những chiếc như này thì nó rơi vào tầm trên 40, có chỗ bán trên 50 các bác, triệu trên 40. Nhưng bên em để cho các bác giá thợ đúng không ạ? Bên em để cho các bác giá thợ đây, Make in Germany các bác nhé, Make in Germany. Đó, Đức xuất Mỹ các bác nhé. Em sẽ để cho các bác giá thợ, giá rất là tốt các bác nhé. Các bác tha hồ đi buôn, giá rẻ hơn ngoài thị trường rất là nhiều đấy ạ. Những bộ máy này là những bộ máy to đó các bác nhé, những bộ máy to. Tạ trong, lắc trong đầy đủ hết các bác nhé. Nó vừa mới về thôi thì bên em chưa review được. Em mở cửa em đỡ trong đây. Đây, các bác, củ côn to các bác, củ côn to, thường thường là cái này nó không bắt đâu, nó bắt trực tiếp vào đây, nhưng con này nó to đến nỗi phải làm thêm một cái không? Cái tay phải làm thêm cái hộp. Cái thứ nhất nó tăng về độ ngân, và cái thứ hai thì nó tăng về cái nó độ nó rộng hơn các bác. Máy đây các bác nhé. Các bác nhìn chiều sâu của máy, các bác nhìn từ bên này vút sang bên kia đấy ạ. Máy 13x23 các bác nhé. Máy cái loại to nhất của tủ cây đấy. Loại này loại to đại nhất của tủ cây. Và côn đấy ạ, 10 côn 10 búa chơi 3 bản nhạc đúng không ạ? 10 côn 10 búa chơi 3 bản nhạc. Con này thì các bác điện cho em thì bên em giới thiệu trực tiếp các bác nhé. Đây, giấy tờ của nó về trong này các bác nhé. Giấy tờ về trong này đầy đủ đây, tắt vào đây và người ta ghim chết vào đây, các bác không thể chệch được. Bộ tạ của nó đây các bác nhé, bộ tạ của nó đây, bộ tạ rất là to đúng không ạ? Đây, bộ tạ rồi bánh xe rồi tay quay cót, đầy đủ hết các bác nhé, đầy đủ hết. Con này thì giá của nó thì giá mềm lắm các bác, giá bên em giá rất là mềm các bác, giá bán các thợ. Và con bên này cũng vậy luôn các bác nhé, hai con y đúc nhau luôn đấy ạ, hai con y đúc nhau luôn, cũng ba bản nhạc, cũng có kim rốn các bác, hai con y đúc nhau, trên vân nu quá, trên vân nu đúng không ạ? Những chiếc này thì dạo này rất là hot, rất là sốt các bác. Về em bên em về đến đâu thì nó bay đến đấy đúng không ạ? Bên em về đến đâu bay đến đấy. Những chiếc này gọi là những chiếc to các bác. Những chiếc to là khỉnh khoảng nhất của dòng tủ cây đấy ạ. Ít chiếc nào to như chiếc này lắm các bác. Về ít chiếc nào to như chiếc này lắm ạ. Bên em bán những chiếc như này các bác nhé. Em chỉ bật mí là chỉ ba một tí ti thôi ạ. Ba một tí ti thôi ạ. Các bác nhé. Đó, và những chiếc tủ cây Đức, vâng, những chiếc tủ cây Đức trên hình ngọn đuốc các bác, hoặc là tay in ngọn đuốc rất là đẹp, nó đang chạy rồi, đang đánh ở mầm rồi đó. Và các bác quan tâm những sản phẩm rẻ hơn thì những chiếc tủ cây như này đúng không ạ, dáng Howard Miner đấy ạ, nó rẻ lắm. Con này thì nó tầm khoảng 20 các bác nhé, khoảng 20 bao dầu bao ship cho các bác đấy. Và những chiếc này cũng vậy, những chiếc bên trong này cũng vậy các bác nhé, những chiếc bên trong này cũng vậy, tủ Đức hết các bác nhé. Tủ Đức nó đánh chuông ngân lắm, còn hai con bên trong kia giá nó trên một chút các bác.
Và tới đây thì bên em xin lai một chiếc đồng hồ đô có nhé. Thì em xin lai tiếp theo một chiếc đồng hồ đô. Vâng, để biết được cái kích cỡ của nó to như nào thì vâng, em bên đây, em để sang bên cạnh để các bác có thể nhìn lên được xem nó to như thế nào, đúng không ạ? Các bác đợi em một chút. Nó to nó đẹp như thế nào, đúng không ạ? Phải nói là nó to quá, đúng không ạ? Phải nói là nó to quá, đúng không ạ? Nó to hơn rất là nhiều luôn, các bác có thấy độ to của nó không ạ? Đúng không ạ? To như tấm phản luôn. Gặp những cái thùng to thế này thì rất là ít các bác. Kích cỡ 60 cơ mà, 60 x 54 các bác, 60 x 54. Thùng bè to cỡ lớn các bác nhé. Thùng bè to cỡ lớn. Bên trong bên ngoài thì các bác nhìn nó phải là, nó là sạch lưa tưa các bác. Sạch lươm tươm, đúng không? Óng ánh luôn ạ. Con này vỏ thì em thấy là rất là đẹp rồi các bác nhé. Vỏ đẹp lắm rồi ạ. Rất là đẹp, đúng không? Ông Tây thì ông ấy kỷ niệm theo cái dây dù các bác, đúng không? Chắc là ông Tây ông treo từ trên cái dây dù này giờ xuống. Bởi nhà ông chắc cao, ông ấy đóng đinh nó cao, nó không sửa đinh. Dưới kính thủy các bác nhé, dưới kính thủy. Dưới kính thủy trên mặt số lổi các bác, trên mặt số lổi. Đây các bác nhé. Mặt số lổi đây các bác nhé. Mặt số lổi cũng khá là sạch sẽ nhé các bác nhé. Với những mặt số như thế này thì em quay kỹ một chút các bác. Đó, các bác nhìn giúp em, đúng không ạ? Thì bên em thì hàng thô nguyên bụi thì bên em về còn chưa có thời gian mà lau mà rửa. Thì về thường thường một số các đơn vị là người ta lấy nước người ta lau, đúng không ạ? Lấy nước, người ta lấy nước như nước lau kính hoặc nước ấy người ta lau các bác ạ. Nhưng bên em thì vẫn còn để nguyên bụi. Quả lắc đây các bác, quả lắc thì chrome, quả lắc chrome rất là đẹp luôn. Bộ côn các bác nhé, bộ côn đây ạ. Bộ côn đây. Bộ côn thì nó hơi có màu thời gian một chút các bác, hơi màu thời gian một chút. Các bác thích đổi bộ côn xanh thì em sẽ lấy các bộ côn đẹp như của con kia em lấy sang các bác nhé. Bởi những cái dòng to, máy to, giá trị các bác nhé. Máy đấy ạ. Con này máy 24 Odo 54 các bác, vách trơn đời máy vú quá nhé. Đời máy vú là thế nào ạ? Những cái hãm xung bằng vú này các bác, hãm xung bằng vú. Đây máy đây các bác nhé. Máy cũng khá là sạch sẽ đúng không ạ? Thì những cái cỗ máy to này thì thường thường là những cái gia đình là có điều kiện ở bên châu Âu các bác. Những chiếc máy to là gia đình có điều kiện bên châu Âu thì người ta hay có bếp sưởi các bác. Thì những cái màu này đúng không ạ? Màu này là màu khói đúng không ạ? Màu khói. Có một chút màu khói của đây như cái cần gỗ này đúng không ạ? Bên em bán 54, 10 hoặc là các cái dòng máy to, thùng bè to thì đa số là của, chắc chắn là của nhà, các nhà gia đình có điều kiện. Thì các nhà có điều kiện thì bao giờ người ta có cái bếp sưởi ở giữa nhà, ở cái không, vâng, ở cái phòng to các bác, để người ta sưởi vào mùa đông các bác. Vâng, chiếc này thì kích thước là 60 x 54, kích cỡ rất là to các bác nhé. Thì con này bác nào quan tâm các bác điện thoại trực tiếp đến cho em. Không biết các bác nhìn qua màn ảnh thế nào, nhưng mà để mà nhìn trực tiếp thì em thấy nó rất là to, rất là đẹp các bác nhé. Đây là các bác, ở đây thì có vân gỗ, nó làm vân ghép gỗ, vân gỗ xoáy các bác. 4 miếng như nhau các bác, đúng không? 4 miếng như nhau, như 4 bông rất là đẹp đúng không ạ? Vâng, em xin lai sản phẩm tiếp theo, có những em xin lai sản phẩm tiếp theo. Vâng, sản phẩm tiếp theo xin lai, đây là một chiếc đồng hồ Odo 36 các bác nhé. Đây là chiếc đồng hồ Odo 36. Đó, các bác thấy chiếc đồng hồ Odo 36 thế nào ạ? Để lên thùng một phát là chuông nó ngân. Chơi Odo các bác nhé. Để nói về chơi dòng bản Westminster. Vâng, để nói về chơi dòng bản Westminster này các bác nhé. Bản Westminster này là dòng Odo 36 này thì nó cho chất âm ra là hay nhất. Và không có một cái dòng đồng hồ nào, không có một loại nào nó đánh được bản Westminster, vượt qua được dòng Odo 36 hay còn gọi là Lữ Hoàng âm thanh dòng 78 các bác nhé. Con này nó hay hơn cả dòng máy 10 các bác nhé. Nó hay hơn cả Odo 36-10, có nghĩa là gì ạ? Nó bộ côn Odo 36-10 thì nó là đỉnh cao, nó đánh về dòng gai Cardion các bác nhé. Nhưng Odo 36-8 này thì nó Lữ Hoàng dòng 78 các bác nhé. Được đánh giá nó chất âm của nó còn hay hơn cả dòng máy 10, đúng không ạ? Bởi vì là bộ côn của nó dài các bác, bộ côn máy 10 thì nó ngắn hơn các bác nhé. Nhưng máy 10 thì nó chơi bản gai, thì những con này thì nó không thể đánh nổi đúng không ạ? Những con này thì nó chỉ chơi dòng 18. Nhưng các bác chơi 18 thì con này nó được đẳng. Nói chung là nó cái âm thanh của nó thì nó đặt cái tiêu chuẩn của nó là hay nhất rồi các bác nhé. Vâng, dưới là kính, vâng, một miếng kính hình kim, viên kim cương đúng không ạ? Hình viên kim cương. Thùng 6 bông có nhé, thùng 6 bông rất là đẹp. Thùng Zinodo có nhé. Em lật đằng sau lên quay cho các bác ý.
đây các bác nhé, ba lỗ đấy, một lỗ này, một hai lỗ trên, một lỗ dưới các bác. Lỗ dưới thì có con ốc thì chưa bắt vào các bác nhé, cái ốc chống tường tây người ta ốc bắt người ta cho túi bóng này các bác này. Đây ạ. Và thiếu hai con ốc dưới này các bác, hai ốc chống tường các bác nhé. Đây cái ốc đằng sau đây các bác này. Mặt số đây các bác nhé, mặt số đây có chữ Triện Ô Đô đây các bác nhé, có chữ Triện Ô Đô, dưới là có tên đường tên phố. Mặt thì đây các bác, mặt cũng hơi có chút màu thời gian một chút đúng không ạ, ở lỗ, ở cái lỗ quay cót thôi đúng không ạ, tí thì ti thôi, không đáng kể đúng không ạ. Cái này thì cho cái khuyên vào để đẹp tuyệt vời luôn. Con này chơi củ côn lòng máng bạc các bác nhé, chơi củ côn lòng máng bạc. Vâng, con này con ba phách biệt đi rồi các bác, con đời cao cấp nhất của dòng Ô Đô 368, đời cao cấp nhất và nó cho chất âm hay nhất. Các cụ ví là ví thế nào ạ? Ô Đô 368, triện tròn, vồ vuông, củ côn lòng máng bạc, các nhất củ côn lòng bạc. Đúng không ạ? Các cụ đã có câu thơ rồi, nó là cho chất âm ra hay nhất đúng không ạ? Ô Đô 368, triện tròn, vồ vuông, củ côn lòng máng bạc đi vào thơ ca rồi đúng không ạ? Con này con ba vách bệt các bác nhé, con này con ba vách bệt. Đây em soi máy kỹ các bác nhìn cho em các bác nhé. Đó. Nó đẹp từng vâng, con này rất là đẹp các bác nhé, nó đẹp từ vâng, nó đẹp từ cái lỗ chân các bác nhìn, em quay kỹ buổi các bác cho các bác nhìn các chân trục một chút các bác nhé. Đây ạ. Vẫn còn nguyên bụi này các bác này. Đấy. Nguyên bụi các bác nhé, nguyên bụi. Những con thế này thì các bác lau dầu cứ yên tâm, bởi vì hàng thô nguyên bụi mà, hàng thô nguyên bụi thì bao giờ về như cửa hàng thì người ta lau dầu lau mỡ. Nhưng bên em thì về để nguyên bụi này. Các bác như thế này đúng không ạ? Khi mà tháo ra, tháo từng con ốc con vít ra đúng không ạ? Xong mình ngâm vào trong chậu xăng, mình đánh đi thì nó lại vàng ươm đẹp như cũ đúng không ạ? Nó sạch sẽ. Bởi vì nó là cái bụi thôi đúng không ạ? Vâng, con này thì các bác nào quan tâm thì các bác cũng gọi điện trực tiếp lên cho em. Bên em để giá thợ thôi các bác nhé, bên em để giá thợ. Một bộ máy như này các bác nhé, một bộ máy như này ngoài thị trường nó đang dao động tầm 23 đến 23 triệu 500 các bác nhé. Đấy, nó đang dao động từ 23 triệu 500 là các đơn vị là bán. Bộ máy này, côn này và quả lắc các bác nhé là 23 triệu đến 23 triệu 500. Đấy, bên em thì bán cả thùng cả máy này thì giá nó tốt thôi. Thùng là thùng 6 bông các bác, thùng là rất là đẹp luôn ạ. Bên này hơi nghiêng cho các bác xem đúng không ạ? Dáng con này rất là đẹp các bác nhé. Đó. Đẹp lắm. Ok. Và tới đây em xin lai một chiếc đồng hồ. Đây thùng này thì chắc thùng Ô Đô 30 rồi đúng không ạ? Thùng Ô Đô 30. Cái mặt 22 này chắc chắn Ô Đô 30, bởi thùng Ô Đô 30 các bác nhé, bao giờ nó dài hơn 54 một chút nhưng nó ngắn hơn 36 các bác nhé. Đó. Toàn siêu phẩm. Kính rẻ quạt đấy các bác này, kính rẻ quạt. Đây mặt đây các bác, mặt 22 các bác, mặt 22 rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Mặt này thì hơi có chút màu thời gian, chỗ quay quắt một chút coi, để chỗ cái chân quay quắt chút. Các bác có thể cho cái khuyên mà được. Lúc này em giao cho bác em để cho mấy cái khuyên mà đây. Thùng quá là đẹp luôn các bác, thùng gỗ sồi vân vân vợn luôn các bác nhé. Thùng gỗ sồi vân vân vợn luôn. Em nên lật đằng sau lên cho các bác nhìn xem đằng sau xem có zin hay không. Đây các bác, đúng không ạ? Zin đẹp đẹp luôn đúng không ạ? Thì cái thùng này các bác nhé, thì nó xét về Ô Đô 30. Thì con Ô Đô 30 này thì nó sản xuất sau đời 36 và nó gần đời 36 nhất, nên bộ máy và kích cỡ thì nó gần như tương đồng với 36. Nó chỉ khác con 36 là cái bánh xe gai các bác nhé, nó như con 36 luôn. Hầu như ổ cót và khác chi tiết là gần như con Ô Đô 36. Nó khác là cái gì ạ? Vâng, để em sẽ giới thiệu các bác nhé. Đây, máy đây đẹp quá các bác. Máy con này phải nói là vàng ươm, vàng rộm các bác nhé. Vàng ươm, vàng rộm. Đây, từ ổ cót chân trục này. Con này quá là đẹp luôn các bác nhé. Đây, máy đây các bác nhé. Máy cũng đẹp leng keng. Thì nó khác ở cái gì ạ? Nó con này giống với con Ô Đô 36 kiềng các bác. Con này giống giống y đúc con Ô Đô 36 kiềng. Nó khác là cái gì ạ? Nó khác ở cái bánh xe gai này. Đây, đây, bánh xe này. Nếu các bác mua thay cái bánh xe gai này với cái bánh xe nó mau hơn đúng không ạ, thì nó sẽ chạy cái tay lắc dài hơn các bác. Tay lắc của nó sẽ là tay lắc 36 các bác nhé, nó sẽ là cái tay lắc 36. Còn đây là đang là tay lắc 30 các bác nhé. Đó, nó chỉ khác nhau mỗi con 36 ở cái tay cái này này các bác này. Đấy, cái bánh xe gai là sát cái cần con ngựa này. Đấy, nên cái Ô Đô 36 này âm nó ra chất âm cũng rất là hay các bác, nó chả kém gì, nó như Ô Đô 36 luôn. Và con này nó có hãm xung đời máy vú. Đời máy vú các bác nhé, thì khi cái cần này nó vỗ đánh này, ấy các bác thấy nó vỗ xuống một phát nó chết luôn. Nhưng máy cọc thì nó đánh xong nó còn rung 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 này cả, khi nó ngắt nó còn rung rung rung. Nhưng mà đây đời máy vú nó hãm xung bằng vú, nó hãm xuống đây nó trượt, nó giảm độ rung chấn các bác nhé.
Thì con này thì bác cũng gọi điện cho em. Con này thì bên em bán giá tốt thôi các bác nhé. Bên em bán giá tốt giá thợ thôi các bác nhé. Bán giá tốt giá thợ. Con này đây các bác, củ côn 101 đánh 8 côn các bác, xanh lét con bọ lẹt luôn các bác nhé. Con này giá tốt thì các bác nhé. Con này có tay lắm này, quên mất. Đây, tay lắm zin nguyên bản này các bác nhé. Các bác không phải lo lắng khi các bác chốt, đúng không ạ? Các bác bảo bên em về các bác tự lau cũng được, hoặc các bác bảo bên em lau cũng được. Để lau ra phát nó sáng, nó sáng quắc ra, đúng không ạ? Đấy, nó sáng quắc ra luôn các bác nhé. Thì các, con ô đô này thì các bác cũng liên hệ trực tiếp với bên em các bác. Quay nghiêng nghiêng, đây các bác, đẹp quá. Con là thùng đẹp đấy các bác nhé. Thùng đẹp đấy ạ. Thùng vừa to vừa đẹp, 60 x 45. Mẫu thùng to này các bác nhé. Em lên MS. Và tới đây, đây là một chiếc đồng hồ máy 10 các bác. Đây là một chiếc máy 10 các bác nhé. Đây là một chiếc máy 10. Đến từ xuất xứ từ nước Pháp các bác nhé. Thùng thì rất là đẹp đúng không ạ? Thùng này thì không thể chê vào đâu được rồi đúng không ạ? Không thể chê vào đâu được. Con này là con MF các bác nhé. Con MF chơi bản xanh tơ chiêng, một bản phiên bản kỷ niệm các bác nhé. Một phiên bản kỷ niệm củ công chữ M các bác nhé. Củ công chữ M. Cái mặt nó của nó thì có hơi có chút màu thời gian một chút các bác nhé. Cái mặt hơi có chút màu thời gian một chút đúng không ạ? Còn kính ấy, kính thì rất là đẹp các bác nhé. Kính rất là đẹp. Em quay rất là kỹ các bác nhé. Em quay rất là kỹ để cho các bác tha hồ chọn lựa, để các bác biết được hàng zin nguyên bản thế nào ạ. Quả lắc này thì quả lắc bao đẹp đúng không ạ? Người ta cất kỹ này, em chắc chắn là quả lắc này quả lắc bao đẹp rồi các bác nhé. Em bao đẹp cho các bác luôn để tránh mất thời gian. Tây thì cái giấy này thì các bác, cái giấy này em nghĩ là không có liên quan gì các bác. Em nghĩ là không có liên quan gì đến cái, không có liên quan gì đến cái đồng hồ này đâu, bởi vì là đây chắc cái giấy nước Pháp thôi. Đây củ gông chữ M các bác nhé. Củ gông chữ M thì hiện tại thì rất nhiều bác thì đi thích đi tìm cái củ gông chữ M màu trắng này các bác, hoặc màu vàng thì các về các xóa chữ M để thành củ gông hồ đô đúng không ạ? Đấy là theo có một số bác muốn lâng muốn độ chơi bản gai. Vâng. Bộ máy đây các bác nhé. Cái bộ máy đây ạ, bộ máy rất là đẹp đúng không ạ? Bộ máy này thì gọi là xuất sắc rồi các bác, bộ máy xuất sắc đây rồi ạ. Máy rất là đẹp luôn. Quá là đẹp luôn đúng không ạ? Long lanh các bác nhé, long lanh. Ok, con thùng này đẹp thì các bác này. Vâng, con này thì bên em bán giá tốt thôi các bác nhé. Con này thì bên em bán giá tốt thôi. Em xin sale các bác. Con này máy 10 đấy các bác nhé. Các bác nên nhớ máy 10. Em xin sale với giá 6.300.000 được không ạ? 6.300.000. Con này em sale chỉ một con duy nhất thôi các bác nhé, không có con tiếp theo được ạ. Con tiếp theo những con như thế này thì chắc chắn bên em phải ra đến tầm 68 đến độ 7 các bác. Nhưng con này em sale 6.300.000 các bác nhé, 6.300.000. Ok. Em chỉ sale một con duy nhất thôi các bác nhé. Bóng đèn nhá. Để con đu kia này, bên dưới. Vâng, và đây là một chiếc đồng hồ Ono 54 các bác nhé, chuyện chám, mặt đẹp các bác, mặt đẹp. Mặt hai lên, bên nền ngoài mỡ gà các bác, dưới kính thủy. Đẹp long sờ lanh luôn đúng không các bác, đẹp long sờ lanh luôn. Quả lắc đây các bác nhé, quả lắc bát giác cũng rất là đẹp. Đây các bác nhé. Chơi củ gông 101 đi các bác nhé. Củ gông 101 côn xanh nét các bác nhé. Thùng đẹp đi các bác, có chuyện đấy, có chuyện đấy. Các bác nhìn giúp em có nhé. Có chuyện các bác nhé. Thùng zin từng con ốc luôn các bác này. Con này đẹp quá. Đây, ô đô đây các bác, chuyện ô đô đấy. Các bác nhìn rõ không ạ? Ô đô đấy ạ. Con này ô đô 54 các bác nhé. Ô đô 54. Vồ tròn bố đẹp, con này đẹp quá là các bác này. Rất là đẹp đúng không ạ? Con này thì bên em bán giá tốt thì các bác nhé, bán giá tốt. Em xin sale thêm con này nữa để là, vâng, thay vì một số đơn vị lấy tiền quảng cáo các bác nhé. Thay vì một số đơn vị lấy tiền quảng cáo, nhưng bên em thì thay vì vậy thì bên em sale để các bác khách hàng hưởng trực tiếp luôn các bác. Em xin sale với giá 12.500.000 một con ô đô 54 các bác nhé. 12.500.000 một chiếc ô đô 54. Đấy, các bác chỉ có buổi ngày hôm nay thôi.
Và tới đây em xin lai một số các sản phẩm đèn các bác nhé. Em xin lai một số các sản phẩm đèn. Vâng, thì bên em về một số, vâng, một số chiếc đèn đồng cũng rất là đẹp đúng không ạ? Một số chiếc đèn đồng rất là đẹp. Thì em đo kích thước luôn và em sẽ báo giá các bác nhé. Những chiếc này đều có bóng hết các bác nhé, đều có bóng hết ạ. Con này 29. Con này 29 các bác, 29 chưa có bóng. Con này là cũng là 29 các bác nhé, 29. Con này là 28. Em đo cả bóng lên xem nào. Con này cả bóng là 50. 50 các bác nhé, 50. Vâng. Thì em xin báo con này xem nào. Con này đẹp quá các bác này. Có cả bóng đấy các bác nhé, có cả bóng đấy ạ. Nó về có cả bóng các bác nhé. Con này em xin sale các bác nhé, em xin sale cho các bác với giá 1.950.000. 1.950.000 thôi ạ. Cao 50 các bác nhé. Và tới đây em xin lại hai chiếc này các bác nhé. Em bỏ chiếc này bóng ra. Đúng rồi, em có bóng hết các bác nhé. Đó. Và tới đây các bác nhé. Em bỏ ra tí. Đây các bác nhé, em cũng đo kích cỡ luôn. Con này cũng cao chắc 50 được các bác. Rất là đẹp đúng không ạ? 50. Con này cao 50, 51 thì các bác nhé. Đây các bác, bóng ạ, zin hết các bác nhé, zin rất là đẹp luôn ạ. Bình bầu quá, đo bầu luôn. Bầu 10, bầu 14 các bác nhé, bầu 14, 13 rưỡi các bác. Cho anh mượn cái ghế. Rất là đẹp con này. Con này thì bên em sale 1 triệu 9 thôi các bác nhé, 1 triệu 9 thôi ạ. 1 triệu 9 các bác nhé. Cao 50. 1 triệu 9. Mã số 2. Ok, đây em quay toàn thể cầm cho các bác xem đấy. 1 triệu 900 nghìn các bác. 1 triệu 900 nghìn. Giá này giá rất là tốt đấy các bác nhé. Giá này giá các bác nhập buôn đấy ạ. Đây cả chân bóng của con này. Để bên em sợ bóng nó va buổi. Các bác nếu để nói mua lẻ 500.000 quả bóng này không ai dám bán, bởi vì cái bóng này tỷ về Việt Nam cái tỷ lượng tỷ lệ vỡ nhiều lắm các bác. Khi mà vận chuyển số lượng lớn theo công các bác để kèm trong đây, để kèm đây về một đống này các bác. Đó, người ta để mấy chục con trong này cả bóng này. Tỷ lượng va đập vỡ nhiều lắm. Con này cao bao nhiêu đấy ạ? Cao bao nhiêu đấy ạ? Đẹp lắm. Chơi đồ đồng này các bác, chơi đồ đồng này cực kỳ đẹp luôn. Cao 52 các bác nhé. Con này đẹp này các bác này. Đo bầu, thường thường đo bầu. Bầu 12 các bác nhé. Tay đây này. Bầu 12 các bác nhé. Bầu 12. Con này dáng khá là đẹp các bác nhé. Con này em xin sale các bác, xin sale. Có cả bóng hết các bác nhé, có cả bóng hết ạ. Con này cũng 1.950.000 các bác, 1.950.000, quá là đẹp luôn. Vâng, thì hiện tại bây giờ thì các cái đồ đề co đấy các bác bán cực kỳ là chạy, cực kỳ là tốt luôn. Đồ đĩa, các đồ đồng. Bởi vì là đồng hồ, các đồng hồ khi bây giờ thì một số đơn vị thì thực ra thì bên kia nó rất là hiếm. Nhưng mà bán theo cái kiểu các bác, bán theo cái kiểu phá giá, bán kiểu có nhiều con và bán rẻ hơn cả giá nhập đấy các bác. Nên là cả tâm lý người bán, lẫn kể cả tâm lý người mua các bác, nó đi xuống đúng không ạ? Trừ ô đô 54 các bác nhé, 54 nhân 14 có nhé, nhân 54, 14. Hoa văn đẹp tuyệt vời quá, hoa văn rất là đẹp. Đây, cái lỗ này lỗ châm dầu đấy quá nhé, lỗ châm dầu. Đó. Đây, ven lên bấc đây quá nhé. Thì các này về các bác làm bấc giúp em quá nhé, về các bác làm bấc giúp em. Những con này về là những con sạch để quá nhé, về những con sạch, bóng rất là to quá nhé. Con này thì bên em xin sale với giá 2 triệu 200 nghìn, con này to nhất đi các bác nhé. To nhất, đẹp nhất đấy. Đây, em để một con nhỏ nhỏ cho các bác nhìn. Đó, để con nhỏ cạnh con to luôn. Đấy, các bác chơi hai con đôi hoa văn này đẹp này.
Hoặc bên em vẫn còn những cái con hoa văn to đẹp để các bác nào có soạn theo đôi thì bên em cố gắng chọn theo đôi. Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì là bên châu Âu người ta chơi thì người ta ít chơi là sản xuất theo đôi đúng không các bác nhé? Đó, hầu như không có sản xuất theo đôi đâu. Đó thì con này 2,2 triệu các bác, 54 x 14 cm, bình to đấy. Theo bình này có 14 em đon hay sao? Bình to lắm, em nhìn bình rất là to luôn, cái bình này thì không thể 14 được. Đo ngang kiểu ngang. Vâng. 14 cm, 14 là sao bình to thế các bác. Nó đựng dầu từ dưới đựng lên này các bác, đựng cả lít dầu không hết. Các bác nhé, thì tất cả bên em đều có cả bóng hết các bác nhé. Thì tất cả các bác quan tâm những sản phẩm nào thì các bác điện thoại trực tiếp đến bên em. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Chào tạm biệt tất cả các bác ạ.